các bạn mình là Nguyễn Hoàng Phúc, fb4shop.com. Trước đây có một vài cái tutorial mình nói về cái chuyện các bạn in ảnh như thế nào để cho nó đẹp rồi đó. Và hôm nay thì mình đang ở hiện trường luôn, là cái chỗ mà mình hay giới thiệu các bạn á. Thì mình nói các bạn chứ các bạn sẽ không tin, nhưng mà vấn đề á là một khi đã là cầm tới cái máy ảnh rồi thì cái đỉnh cao nhất của cái chuyện chúng ta cảm thấy sướng với lại cái đó không phải là cái chuyện chúng ta chỉnh sửa ảnh xong nhìn lên màn hình là xong, mà các bạn phải in ra thì các bạn mới thấy được cái sự khác biệt của cái chuyện sướng, cái chuyện là chơi máy ảnh nó đỉnh cao tới đâu á, là các bạn phải in ra. Và in ra thì nó phải ở cái mức đẹp, chứ không phải in ra cái chuyện là in ở lát thì nó có rất là nhiều bạn thắc mắc á, in nó rất là xấu. Thì vấn đề là hôm nay làm sao để in đẹp được, thì mình xin giới thiệu với các bạn một chỗ gọi là Studio Thanh Tùng Photo ha. Các bạn có thể search Google một phát Thanh Tùng Photo thì nó sẽ ra thôi. Nhưng mà nếu các bạn muốn thì cái link nó để ngay phía dưới phần description, ngay phía dưới này ha, hoặc là ở phần comment thì mình sẽ để đó, các bạn có thể click vô các bạn tham khảo inbox cho ống luôn. Tại sao nó lại có một cái chất lượng cao hơn và nó khác biệt, là khác biệt ở đâu? Xin mời các bạn nghe một cái đoạn phỏng vấn ngắn với lại anh Thanh Tùng ha. Tại bức ảnh Hà Giang Tây Bắc này được in kích thước trên chất liệu canvas là 1m x 1,5m, được in trên máy injection 11 màu. Đây là một cái trong những cái chất liệu và cái cách in ảnh tốt nhất hiện nay cho cái chất lượng hình ảnh hoàn hảo về màu sắc, về không gian màu, về độ no màu và độ sâu màu. Với cái cách rọi ảnh thông thường ở lab như chúng ta trước giờ chúng ta hay làm thì cái giá thành nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với cái kiểu mà in như hiện nay Tùng in. Như thế này thì cái chất lượng nó cao hơn, giá thành nó sẽ cao hơn và nó cho cái hình ảnh như mà chúng ta mong muốn. Chúng ta có cái đặc biệt là bạn nào đã chụp rất là tốt rồi, các bạn hậu kỳ cũng tốn tiền mua những cái máy rất là đắt tiền và chúng ta hậu kỳ rất là kỹ, nhưng mà khi mà ra in hình thì các bạn cảm thấy không hài lòng với cái bản hình của chúng ta, do thì các bạn rửa hình quen là các bạn lát thì nó không có đúng màu, vì cái công nghệ cũ rửa hình ở lát là cái công nghệ mà nó hiện hình trên cái hóa chất và trên cái giấy hiện hình, cho nên khi đó cái hóa chất đó nó không ổn định là do nhiệt độ không ổn định, hóa chất không ổn định, hóa chất cũ và mới. Các bạn đưa một cái hình đến một cái lát rửa thông thường thì các bạn buổi sáng họ rửa cái màu khác và buổi chiều họ rửa cái màu khác, cho nên không bao giờ có những cái màu mà đúng như các bạn mong muốn. Với cái cách in như thế này thì tất cả các hình ảnh nó trung thực và nó đúng như những cái màu sắc mà các bạn mong muốn, về chi tiết, về độ nét, về độ đo màu và sâu màu. Đó, các bạn yên tâm về điều đó. Đặc biệt với cái in trên cái máy in action 11 màu, mực in chính hãng action Tùng đang in, Tùng chỉ in mực in chính hãng của action thôi, chứ không có dùng mực bơm bên ngoài, cho nên các bạn yên tâm điều đó. Những cái hình được in sẽ cho cái độ đo màu và cái độ chi tiết rất là tốt, và cái độ bền màu các bạn treo như cái hình thứ hai các bạn treo ở trong nhà là độ bền màu 50 năm theo cái kỹ thuật của hãng Epson nói, thì cái màu sắc sẽ giữ được 50 năm khi chúng ta treo ở trong nhà. Ngoài ra thì chúng ta để cho cái hình ảnh chúng ta nó có độ bền màu tốt hơn và cái độ đẹp hơn nữa thì chúng ta nên phủ một cái lớp UV bảo vệ. Hiện nay thì Tùng Minh Tùng có một cái lớp phủ bảo vệ cái bề mặt của cái hình. Cái lớp UV bảo vệ đó Tùng nhập từ Mỹ về, của một công ty sản xuất ở Mỹ. Khi mà chúng ta phủ cái lớp đó thì chúng sẽ có độ bền màu là 100 năm. Chúng ta treo ở trong nhà thì nó cho độ bền màu 100 năm. Và khi in như thế này thì các bạn không có thể dùng khăn ướt hay dùng nước để lau chùi vệ sinh nó được. Mà chỉ khi treo thì nó bị bám bụi, thì các bạn chỉ dùng cọ và dùng chổi để phủ bụi cho nó sạch bụi thôi. Nhưng khi mà phủ một lớp UV lên thì các bạn có thể dùng khăn ướt lau thoải mái, không sao. Cái bề mặt nó chống nước. Khi mà lớp phủ một cái lớp phủ như thế thì những cái hình mà được treo ở những nơi nó có cái khí hậu khắc nghiệt như Hà Nội, Huế hay Hội An hay gì đó, những nơi mà có độ ẩm cao như thế thì nó sẽ chống cái ẩm mốc, nó không bị ẩm mốc, nó không bị ướt và nó không bị tư hình. Một số cái hình được treo ở Hà Nội các bạn thấy, đặc biệt là những cái mùa đông Tết đó, thì ngoài Hà Nội cái nhiệt độ nó ẩm rất là cao, cái nó bị nồm, cái vách tường nó bị nước nó thấm, nó chảy ra và thấm hút vô cái hình chúng ta, thì cái hình chúng ta sẽ bị ướt và nó bị ẩm mốc lên. Rồi sau một vài ngày thì ẩm mốc thì nó sẽ, khi mà phủ cái lớp đó nó chống được cái ẩm mốc và chúng ta có thể dùng khăn ướt lau được rất là thoải mái và cái độ bền màu cũng khá tốt. Thông qua cái lời anh Tùng thì bạn đã biết được là tại sao cái công nghệ này nó khác biệt rồi ha. Mà mình bật mí luôn là một cái máy như vậy là 11 màu á,
thì một cái hộp màu thì nó khoảng cỡ 5 triệu vậy đó. 5 triệu 11 màu, các bạn nhân lên đi bao nhiêu. Đó thì cứ mỗi lần là như vậy đó, nó giống như kiểu là in tiền ra giấy chứ không phải là in mực ra giấy nữa, thành ra là đảm bảo chất lượng rất là tốt. Và anh Tùng cũng là một người rất là có tâm, thành ra các bạn đưa hình tới là ông chỉnh cho luôn, làm sao để cho cái hình cái màu của ông ta nó ra được đúng như là cái mà các bạn nhìn thấy trên màn hình ha. Và bye bye các bạn, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào đừng quên comment phía dưới cho mình biết cái tutorial sau các bạn muốn các mình làm về vấn đề gì ha. Và đừng quên like, subscribe, chia sẻ và click quảng cáo. Bye bye.